Nhìn giống anh ba. Giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Đấy, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình làm đây chứ. Nam Thư, Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong một chương trình rất quen thuộc, đó là Bạn Muốn Hẹn Hò. Với sự tài trợ chính của thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Trước khi vào chương trình thì Quỳ Linh xin thông báo tin vui, đó là cặp đôi Tuấn Anh và Vũ Thị Duyên đã đăng ký kết hôn với nhau. Nam Thư có biết rằng là cái cặp đó thế này nó dễ thương lắm. Dạ. Bạn đã chạy rap ha, còn bạn gái á thì bạn ấy có một cái lẵng hoa bằng rau đó tặng cho bạn trai, rất là dễ thương. Đây là cái xe mô hình. Dạ, em có món quà tặng anh. Dạ, tặng chiếc xe ý nghĩa gì em trai? Em làm công việc lái xe á chị. Rồi các loài hoa nè. Em vẫn chưa tìm ra cái ý nghĩa. Lấy cổ về chỉ ăn rau củ không đó. À. Sau khi chương trình kết thúc chỉ có mấy tháng sau thôi, các bạn đã làm đám hỏi rồi. Chúc mừng nha. Một lần nữa chúc mừng các bạn. Thay mặt chương trình Bạn Mối Hò chúc cho hai bạn răng long đầu bạc nha. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cặp đôi đầu tiên. Xin mời. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Không có thích cao cho bao đẹp trai, cho bao đẹp trai dễ lăng nhăng. Ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Mời bạn nam. Rồi, xin chào. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Ngồi đi chị. Dạ, chào chị. Xin chào MC Nam Thư. Dạ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Và chào khán giả trong trường quay ạ. Bình tĩnh, hơi rung đúng không? Để bên nam giới thiệu trước cho mình đỡ rung ha. Dạ, xin mời bên đàn trai. Dạ, chào MC Quyền Linh và MC Nam Thư. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi tên là Trần Ngọc Việt. Sinh 1975. Nghề nghiệp tài xế lái container. Hiện sinh sống ở Sài Gòn. Quay Sài Gòn luôn. Quận mấy? Dạ quận 4. Container là xe bự thiệt bự hả? Dạ xe 22 bánh á. Rồi. Mời bạn nữ. Mình tên là Trần Thị Thùy Nhiên. Năm nay mình 38 tuổi, có nghĩa là 2 năm nữa là tròn 40. Nghề nghiệp của mình là kỹ sư tổng công ty công nghiệp giao thực vật Việt Nam. Mình đến từ Huế nhưng mà hiện tại là đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em ở huyện Nha Bè. Em là cũng gốc Huế nhưng mà em cũng ở Nhà Bè, là đồng hương dữ lắm luôn á. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi nhà gái. Dạ. Dạ, ưu điểm của em thì em sống tự lập từ nhỏ, cầu tiến, ham học hỏi. Dạ, còn nhược điểm thì em dễ ăn, dễ ngủ. Bom nổ hôm qua em cũng ngủ được. Dạ, cái gì em cũng thích làm nhưng mà em không được khéo tay. Em nhìn con gái người ta nhẹ nhàng, lả lướt nhưng mà em thì cũng được như vậy. Em nghĩ dễ ăn, dễ ngủ không phải là khuyết điểm đâu. Người ta nói ăn được, ngủ được là tiên mà. Không có gì hết. Bên đàn trai, anh ơi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì hen? Dạ, ưu điểm của tôi là tôi ham học hỏi lắm, chịu làm lắm. Biết nấu ăn. Phụ nữ làm gì tôi sẽ làm được cái đó, trừ ra sinh đẻ thôi. Dễ thương. Tốt. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm của tôi hay quên, tôi hay như là hơi làm biếng chút. Nhưng mà đã làm thì làm tới hết mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi vậy cũng được. Đường tình duyên thế nào? Hồi năm 2003 tôi có quen một người được 4 tháng à. Mới có 4 tháng sao chia tay? Tại vì người ta nói nghề tài xế đi hoài không ở nhà. Có những lúc đi lại chỗ khác người ta cũng làm mai á, hỏi anh làm gì, anh làm tài xế. Thôi tài xế nhiều vợ lắm. Mà thiệt không, tài xế nhiều vợ không? Dạ nếu mà có nhiều vợ thì không lên đây đâu Quyền Linh. Mang tiếng thôi, một vài người có nhiều vợ thôi. Cũng rất là nhiều người ế ha. Vậy là có một mối tình thôi hả? Dạ. Vậy còn bên chị Nhiên? Mình thì
trước giờ chưa yêu ai lần nào. Cái hồi nhỏ thì tập trung học hành, không có được yêu đương sớm. Sau mà đến lúc ra trường đi làm thì phải phụ mẹ lo cho em út. Bởi vì mình là chị cả trong gia đình á. Dạ. 3 năm trở lại đây á, là người thân với là đồng nghiệp đã hết kiên nhẫn giới thiệu cho mình rồi. Có bao giờ mình cảm nhận là mình kén hay sao không? Không, không phải là mình kén, mà bạn trai là yêu cầu mình phải dịu dàng, lã lướt hơn, phải cao hơn, phải xinh đẹp hơn. Như vậy mình thì cảm thấy mình chưa đáp ứng được bạn trai những cái yếu tố đó. Chắc bạn trai đó sao chứ em thấy nhìn vào chị là bên ngoài hết sức là dễ thương, dịu dàng mà. Mình thấy mình bình thường. Vậy thì cái hình mẫu của chị như thế nào về một người đàn ông mà chị mong muốn? Không có thích cao to, to đẹp trai. Bởi vì cao to đẹp trai dễ lăng nhăng. Tính cách thì phải vui vẻ, lạc quan. Để em coi thử. Cao bên đây cao. Cao không. Hơn container luôn á. Cao hơn container. Chào em. Em chào anh. Ôi, nhìn anh bự con. Nhìn chúng anh bay. Giống ba em quá. Ôi trời ơi, chết luôn. Ba em cao mất 1m89 nữa. Quá dữ. Ba em cao lắm. Ba em cũng là tài xế nữa. Ai cũng nói là tài xế là sẽ đi đường dài, nhiều lăng nhăng, không có. Ba em cực kỳ đàng hoàng, mẫu mực. Đó, dạ, thương mẹ em lắm. Đâu phải ai cũng vậy đâu, đúng không? Đúng rồi. Anh, sao yêu có 4 tháng rồi, từ đó vì sao không yêu nữa hả? Rồi ví dụ mình chạy xe vậy đó, mình chạy đường dài mà đúng không? Không, anh chạy giờ chạy vòng vòng ở thành phố với mấy tỉnh lân cận thôi à. À, chạy vòng vòng thôi hả? Chạy các khu công nghiệp thôi. Đúng rồi. Chạy tới đâu có ghệ tới đó không? Nếu mà anh có ghệ thì anh không lên đây đâu. Em tin anh. Em tin anh. Ta yêu có 4 tháng tức là không có lăng nhăng đó. Sao một yêu có 4 tháng thôi vậy? Tại vì mình là tài xế mà cứ tối ngày mình cứ đi ra đường hoài đó. Thì cái người nữ đó người họ không có kiên nhẫn được. Rồi cứ chạy tỉnh lân cận vậy, nếu mà ví dụ về thì thời gian dành cho gia đình như thế nào? Thì nếu mà có gia đình thì anh sẽ sắp xếp từ từ lại. Nói chung là chạy thành phố cũng đâu có xa đâu mà sợ. Chạy theo chuyến rồi xong rồi chuyến rồi về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Anh muốn tìm một nửa yêu thương của mình thế nào? Dễ nhìn, biết lo làm ăn, chung thủy là ok rồi. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ không. Không, em nhìn mặt thì em cảm tình lắm rồi đó. Mà không phải, em phải coi thử ý chị em sao. Tại chị em mà gái Huế nè, gái Huế đừng đặt chân gái Huế là lúc nào cũng chính chuyên. Đó, sâu sắc, cư xử nhẹ nhàng. Em thấy vậy cho em cư xử hết sức là nhẹ nhàng. Nhưng mà tới giờ em vẫn ế. Chị em bên này là dễ thương lắm à. Cho anh nói chuyện với chị em. Rồi, anh muốn nói gì nói đi, nè. Nói đi. Anh chào Nhiên. Dạ, em chào anh Việt. Em ơi, em có thích tài xế không em? Dạ thì hầu như mọi người ai cũng ngại tài xế. Anh có thể thay đổi công việc không anh? Được, nhưng mà phải cho anh thời gian chứ. Bây giờ từ anh biết chạy xe tới giờ không biết làm nghề gì hết. Chạy container cũng tốt mà. Bởi công việc đó tốt lắm em. Cái lương tài xế container cũng khá cao luôn á. Dạ đúng rồi. Theo tôi biết là cao lắm á. Dạ đúng rồi. 10% GDP của Việt Nam á, nhờ vô mấy anh tài xế á. Đúng rồi. Nhưng mà cô gái bên kia hỏi có thể thay đổi công việc. Tức là có thể nào mình không chạy container nữa, mình mua chiếc xe về, mình kinh doanh cái xe đó, mình chạy xe của mình, thậm chí là xe nhỏ hơn xe container được không? Dạ được. Anh có ý định đó chưa? Dạ cũng có rồi đó. Chuẩn bị được nhiêu rồi? Dạ cũng ít ít. Nhiên ơi, Nhiên có thích người hút thuốc không Nhiên? Có thể bỏ được anh. Anh cũng đang có ý định để bỏ đó. Nhưng mà em biết không, mỗi một lần chạy đêm rất là buồn. Xe thì bự thiệt mà có mình à. Mình không hút thuốc thì mình sợ mình ngủ gục. Giờ nghe nhạc hay là thu cái tiếng của cô Nhiên này, cô nói từ sáng đến chiều thu hết. Thế này anh thấy kia bỏ thuốc, cứ càm đàm từ sáng chiều thu hết để xe nghe. Nghe nhiều khi bực mình quá, không có buồn ngủ luôn. Anh Linh. Hả? Tự nhiên thu chị em càm ràm chi. Giờ thu chị em hát đi. Trời ơi chị em hát hay. Phải không? Hát thử coi thu được không? Chị, hát liền chị. Mây trắng bay qua khi trăng dần lặn, muôn câu hò nhịp nhàng khắp thôn trang. Đường về quê hiu hiu gió lòng. Đằng sau tiếng đường không? Đêm lắng sau khi xuân làm dần xuống, hương ngát ngào tình ruộng sắn ngô thơm. Trời về khuya nghe hiu hiu gió lạnh, chắp duyên thắm dịu đẹp tình ta với mình. Rồi dễ thương lắm. Bây giờ là anh này cao dữ lắm. Đúng rồi. Cao to. Em không thích cao to đẹp trai. Anh này cũng có đẹp, cũng có gọi là đẹp cách lãng tử đó, phong trần. Em sợ lăng nhăng. Sinh năm 75 đến giờ mà chưa có tình yêu, mới có 4 tháng là chia tay rồi đó. Có cơ hội thì lăng nhăng sao?
Người ta thường nói là tài xế lăng nhăng đúng không? Thì đó là cái cơ hội và điều kiện để lăng nhăng nhiều nhất. Bây giờ ảnh chưa có người yêu, bây giờ ảnh mới lên chương trình, ảnh tìm kiếm. Đúng rồi. Đó, nếu mà thật sự anh lăng nhăng, ảnh lên chương trình này thì tất cả những cái cô bồ mà ảnh đã từng quen, biết hết. Không ai dám đây nói láo cả. Nói láo là hàng triệu người xem bị lộ hết trơn. Thành ra đã lên đây rồi là có sao ta nói vậy à? Tin chưa? Nhiên ơi, lên đây á là tới ít nhất là phải 80 triệu dân biết á. Đúng rồi. Chứ đâu phải là lên đây một vài người biết đâu mà sợ. Ủa mình về mà có làm dâu không vậy? Dạ không đâu Quỳnh Linh. Bây giờ em ở với ai? Ở với mấy anh mấy chị. Nhà ở quận 4 á. Quận 4 luôn? Dạ. Ở đoạn nào? Dạ chỗ chung cư Hội 3 đó, chỗ rồi, dân cư á. Sát bên luôn? Sát bên, sát bên. Anh Việt quê ở đâu anh? Ba mẹ sinh ở Sài Gòn nhưng mà quê ba thì ở An Giang, còn quê mẹ ở Bến Tre. À vậy bây là góc miền Tây. Miền Tây. Dạ. Nhưng chị em ở thành phố Hồ Chí Minh hết rồi, đừng có lo. Chị đang khúc mắc điều gì đúng không? Tài xế thì mình hơi suy nghĩ một nhưng tí. Nhưng mà nãy giờ anh đâu có cái gì lăng nhăng đâu. Ừ. Hay là mình hỏi ý kiến người thân cái đi. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với là ba bạn đồng nghiệp ạ. Đại diện đàn gái cho biết ý kiến về chàng trai. Xin chào Miss MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. À, chào khán giả của trường quay. Tôi nhận xét là Việt rất là vui vẻ, nghiêm túc và có nét rất là chân tình. Bấm nút đi hai bạn để mình tìm hiểu nhau nhiều hơn và sớm về chung một nhà. Đó là cảm nhận rất tốt. Đúng cảm rồi. Ơn chị. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ đi với anh hai và chị Tư. Chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Tôi là anh hai của Việt. Coi như là nhà ở thành phố nhưng mà mẹ đã mất rồi. Anh em từ nhỏ tới lớn là mình tự túc để mà sinh sống. Thì lên đây như là một có một là cái duyên. Mong em gái bên đây là hãy cho em trai bên này cơ hội để coi như là mình có thể tiến xa hơn. Em rể của anh á cũng là người gốc Huế luôn mà là chồng của cô Tư đây. Cô Tư thấy được không? Cô Tư thấy cũng được ha. Anh hai thấy được ha. Tụi nó bấm nút không? Nên bấm rồi. Vậy được rồi, thấy hai bên là có vẻ ủng hộ. Mai tôi rước dâu bằng xe container luôn đó. Nhiều à? Nhiều không? Nhiều. Đám cưới rước xe, rước dâu bằng xe container nha. Được không? Dạ, lạ nữa à. Trời lạ sao không lạ? Giờ đọc giờ lạ luôn hả? Rước dâu 12 giờ đêm. Ban ngày cắm xe container. Không, chỉ cắt cái đầu chạy được. Còn không có đem cong theo. Ai cắt cái đầu chạy được. Để hai anh chị gặp nhau. Và hy vọng sẽ giải tỏa được cái khúc mắc trong lòng của chị Nhiên ha. Xin mời mở rào. Quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Kèm theo cái giấy chứng nhận độc thân. Dễ thương quá. Em cũng có một món quà. Ý nghĩa của món quà này là sẽ thắt chặt tình cảm giữa bạn nam và bạn nữ. Mong là anh sẽ tiếp nhận đó. Cảm ơn em nhiều. Bỏ túi giấy độc thân luôn đi. Mai mốt rồi tự xé cái tờ giấy đó. Mai mốt xé là bởi vì lấy nhau ta xé. Ừ. Thì đó em nói xé làm tờ khác, làm tờ đó ký kết hôn. Bạn trai đánh giá bên đàn gái thế nào? Cho giờ một chút nha. Lái xe qua nhìn đường. Lái xe nhìn đường. Thấy em cũng dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Chung kết rồi đó. Dễ thương không? Dễ thương. Trùng hợp. Dạ em thấy anh thì dạ cao to. Giống một người lý tưởng của em không? Anh cũng có một khuôn mặt rồng và cũng phúc hầu vậy, như là người em mong chờ. Dạ. Em thấy có cái tiếng sét gì không? Ôi, thấy dạ, có lửa gì không? Em thì chưa yêu lần nào cho nên đối với em tình cảm nó phải từ từ. Dạ. Cho nên dạ. Không, ấy nói là em có cái giống như tiếng sét kêu, người ta kêu là tiếng sét ái tình đúng không? À, vô gặp ấy, mình bị cái gầm liền cái gì đó. Gặp anh thì em nhìn thấy ở anh có cái gì đó nó bình an vậy. Đúng rồi, anh bự quá mà. Người ta nói dựa vô tùng vô bách, nhưng anh như tùng bách vậy đó. Anh hỏi chị Nhiên là có tiếng sét không? Vậy tức là bên anh có tiếng sét. Đúng rồi. Có hồi đổ nè. Nãy giờ. Quýnh gầm liền đúng không? Quýnh gầm liền. Rung động liền đó. Đó. Trời ơi, tài xế container là cũng cứng cáp băng lĩnh mà gặp mà đổ mồ hôi là hiểu rồi đó. Quan niệm về tình yêu của anh là như thế nào? Trung thành, trung thủy, thật thà, dũng cảm. Anh có một cái câu anh rất là tâm đắc. Khi người ta muốn, người ta sẽ làm tất cả. Còn khi người ta không muốn rồi á, người sẽ tìm đủ lý do. Ồ, chính xác. Ê, bây giờ muốn hay sao? Tôi muốn chứ, tôi muốn tụi mình là này chứ. Bây giờ mình nói đi, chút xíu về tương lai đi. Con cái ra sao?
ai quản lý, ai giữ tiền, thí dụ như vậy? Thôi em giữ tiền đi ha, còn con cái để anh giữ cho. Trời ơi thiệt. Phụ nữ thường phải là chăm lo gia đình, con cái tất nhiên là phụ nữ chăm rồi. Tiền cũng phải em giữ luôn, nói chị. Dạ cái tiền đưa thì em cứ giữ. Tiền đưa không giữ, còn tiền không đưa là không giữ hả? Dạ cứ đưa là em giữ. Em thích trai hay gái? Con trai con gái em đều thích hết anh. Giống dạ. Em rồi đó. Anh thích một hay hai đứa? Ba đứa anh. Ồ dữ dạ. Vậy hả? Ba đứa chứ có nếu gì mà anh có điều em... kiện anh cũng phải làm đội bóng lắm á. Anh chị của em á là nãy giờ luôn có thắc mắc về cái chuyện tài xế rồi này nọ, tất nhiên là sẽ có ghen đúng không chị? Ừ, nói sao cho chị em tin nè. Anh nói một câu chân tình như vậy, nếu mà anh lăng nhăng á anh này nọ đó thì anh không ở tới giờ này đâu. Thôi kết thúc. Em nghĩ là mình chỉ cần một khoảng thời gian nói chuyện như thế thôi, nhưng mình có thể cảm nhận về nhau rất nhiều rồi. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra con tim của mình. Yêu thương là bấm, không yêu thương không bấm. 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Thôi thôi. Chị ơi chúc mừng chị. Sao mà nó bấm chậm vậy? Không anh, em bấm nó chưa ăn. Bấm chưa ăn hả? Mà công nhận hai anh chị cũng mặc một cái màu áo giống giống nhau. Đây là định mệnh. Bây giờ hai người nắm tay nhau đi. Ừ. Mình xin phép hai họ chính thức ngày hôm nay. Tôi xin phép hai bên gia đình cho tôi hẹn hò với em Nhiên. Sao em? Dạ. Được. Được không? Dạ. Được mà sao rung vậy? Anh đâu có rung đâu. Anh lái xe quen rồi anh ơi. Rung gì ta chưa trời yêu ơi, mà. Có nhiều trường hợp tôi cũng rung. Anh. Sao anh em? Hứa với em đi. Hứa gì em? Anh phải thực sự yêu thương chị của em, không được lăng nhăng. Chị em chưa yêu lần nào nên anh phải thực sự có trách nhiệm nha. Nếu không là em tìm tới quận tư em tìm anh luôn á. Ghê ghê. Ơi, có ai ủng hộ Nam Thư không? Nhà gái vỗ tay cho em đi. Bạn người ta khóc rồi đó, anh làm sao coi được làm nha. Còn nếu ngược lại sao em? Kiếm Nguyên Linh. Kiếm Nguyên Linh. Thật sự đây là một sự nghiêm túc. Bạn ở dưới ngồi khóc luôn kìa. Những giọt nước mắt đó là những kỷ niệm không bao giờ quên được. Nào, trước mắt hai họ mình hôn nụ hôn đầu tiên đi. Nhà gái ơi, cho anh xin phép nha. Đó. Nhà gái like. Em phải ngước cái mặt lên chứ anh thấy không được. Sợ quá. Trời anh Linh anh làm gì vậy? Nó hung lãng mạn cũng xỉu. Chưa bao giờ thấy hung hết. Sao em gục xuống, anh đã anh cao mà em gục xuống nữa, anh hung nữa hả? Hung gì nào được thôi. Hung gì nào được thôi. Dạ hung trên tóc anh. Không mà hung nó không chịu. Ừ không chịu đúng rồi. Kìa. Anh còn định hung ngôi nữa đó. Đừng rung, anh nắm tay nè, không có rung đâu. Ha, đừng rung. Có anh là không ra đâu. Ha. Hai hung. Yeah. Em thấy thế nào? Có điện chạy qua không? Dạ thì cũng có. Nói chung là em rung lắm. Rung lắm. Yêu bằng cả trái tim nha. Đây. Dạ. Rồi chị. Rồi chàng trai bảo vệ theo sau. Đó, đi chúc hai người hạnh phúc nha. Dạ. Chúc mừng anh chị. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Lý do về quê xong mình muốn theo về quê luôn nếu mình yêu. Em thì hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ. Thế nên là không có theo bạn gái về. Nghĩa là xa mà cách lòng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đàn trai lúc nào cũng chung thủy được. Trời ơi làm như vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rước vào đàn ông là rất nhiều đó chứ. Phải không? Thì cái cô này đúng không em? Đó bên này. Khi mà mở ra thì anh lại thấy cả thanh và cả sắc. Không viện toàn hả? Dạ cảm ơn anh nhiều. Xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Dạ em chào chị Nam Thư, em chào anh Quyền Linh cùng tất cả khán giả trong trường quay. Khoan, mình ngồi xuống đã, đợi bạn Nam ra đã nha. Mời bạn Nam. Rồi ngồi đi em. Dạ. Mời bạn nữ giới thiệu về mình. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trang, em đến từ Quảng Bình, năm nay em 27 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng ạ.
Em làm công việc ở đâu Trang? Dạ em làm công việc ở quận 12 này ạ. Làm cái gì Trang? Dạ làm bên nhân viên văn phòng kế toán ạ. Nào mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và bạn gái bên kia. Và cùng toàn thể quý vị khán giả đang ngồi trong trường quay và cùng toàn thể quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Em tên là Phạm Đình Hoàng, năm nay em 27 tuổi và đang công tác tại công ty Mai Linh. Em là nhân viên văn phòng ạ. Quê em ở Hải Dương anh ạ. Hải Dương hả? Dạ. Rồi bạn gái nói chút về khuyết điểm và ưu điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là ăn nhiều ạ. Ăn nhiều. Với lại em có tính tự lập từ nhỏ. Nhược điểm của em là dễ khóc, dễ tin người ạ. Mời bạn trai mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình nè. Dạ, ưu điểm của em là chăm chỉ, siêng năng và có chí tiến thủ trong công việc, có thể làm các công việc trong gia đình, nói chung là mẫu người đàn ông của gia đình. À, dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình là chính thức anh ạ. Mối tình lâu nhất của em là bao nhiêu năm? Dạ mối tình lâu nhất của em là gần 2 năm anh ạ. 2 năm. Lý do tại sao chia tay? Dạ vì bạn gái có lý do đặc biệt về bên gia đình, thế nên là hai bạn không thể tiến tới đi xa được anh ạ. Lý do gì? Lý do gì là đặc biệt? Lý do mà bạn ấy phải về quê mà chăm sóc bố. Lý do về quê xong mình muốn theo về quê luôn nếu mình yêu. Em thì hiện tại thì bố mẹ với anh chị trong gia đình ở trong này hết rồi anh ạ. Thế nên là không có theo bạn gái về. Nghĩa là xa mà cách lòng đó đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy còn Trang, tình trường em sao nè? Dạ em có một mối tình ạ. Mối tình đó là mình quen trong bao lâu? Dạ gần 3 năm. 3 năm rồi sao chia tay? Dạ hai đứa không hợp. Dạ là người ta lăng nhăng ạ. À, yêu bao lâu thì em mới phát hiện ra đối tượng kia lăng nhăng? Dạ yêu nửa năm là phát hiện ra. Xong rồi em tha thứ rồi người ta lại tiếp tục lăng nhăng. Xong rồi em quyết định thôi dứt. Khuyết điểm của em dễ tin người là hoàn toàn chính xác. Dạ. Không nhưng mà thực sự phụ nữ mà khi mà yêu thì cái sự mà tha thứ nó khủng khiếp lắm, bỏ qua được tất cả. Vậy thì cái mẫu đàn ông hiện tại bây giờ em mong muốn là gì? Dạ cái mẫu đàn ông hiện tại của em mong muốn là thủy chung, trung thực. Em có mẫu hình lý tưởng nào không em gái? Dạ không, em không có mẫu hình lý tưởng nào hết ạ. Rồi còn bạn trai, bạn muốn một mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào? Dạ mẫu hình lý tưởng bạn gái của em là một người con gái dễ thương và... Gái nào cũng dễ thương. Và biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Ừ. Có một công việc ổn định. Ba cái đó cô gái thì có hết, tôi chưa coi mắt mà tôi biết có hết rồi đó. Còn gì khó hơn nữa không? À, khó hơn thì là nếu mà được thì là mẫu người phụ nữ của gia đình. Gia đình. Mẫu người con gái nào cũng hướng tới gia đình hết mà. Ừ. Mình không thể nào nói chung chung dạ, thì được. Chị ạ. À, chào cưng. Dạ. Không có nói chung chung được. Mình phải thực sự biết cái mẫu người mình muốn là gì. Dạ. Ai cũng có một cái mẫu chuẩn riêng hết. Dạ. Về ngoại hình thì dễ nhìn là được rồi chị ạ. Ừ. Dạ. Rồi làm văn phòng hả? Dạ vâng ạ. Trong văn phòng chắc cũng nhiều bạn đồng nghiệp xinh gái chứ hả? Dạ hiện tại văn phòng của em đang làm thì là đa số là có gia đình hết rồi chị ạ. À. Dạ. Nói chung mẫu của đàn ông ở đây là quan điểm là về gia đình thôi là được rồi. Dạ. Bên đây là hiền từ lắm. Không có yêu cầu gì cao đâu. Em chung thủy không? Dạ chung thủy chị ạ. Thấy hiền. Tự khẳng định câu nói với bạn thân mình là chung thủy đúng không? Dạ vâng đúng rồi. À. Đàn trai lúc nào cũng chung thủy được. Trời ơi làm như vậy mà cái tỷ lệ ngoại tình rất vào đàn ông là rất nhiều đó chứ. Phải không? Thì cái cô chị này sao? Đúng không em? Đó bên này đã gặp một người đã từng ngoại tình nên bây giờ cái gì cái đầu tiên, cái tiêu chuẩn đầu tiên là phải chung thủy. Bao chung thủy, tôi thấy đàn trai đây hiền rồi đó. Bao chung thủy. Để qua coi đàn gái thế nào nha em trai. Dạ. Ô, thấy rồi, dễ thương quá. Em trai bên đây cũng hiền từ lắm, mặt cũng rất là sáng ha. Vấn đề chỗ là gì? Em lo không chung thủy hả? Dạ đúng rồi. Bây giờ thí dụ như một người đàn ông chung thủy, theo em nhìn họ là người thế nào? Cảm nhận của em là người chung thủy là họ biết quan tâm, lúc nào cũng lo lắng cho mình, lúc nào mình cần thì người ta cũng sẵn sàng với bên cạnh mình. Cũng chưa chắc, có những người rất quan tâm, rất lo lắng, nhưng đôi khi không chung thủy nữa. Không, vậy thì phải thêm một chi tiết nữa em. Là người đó luôn rõ ràng về các mối quan hệ. Và các mối quan hệ. À, em không thích cái tính gì của đàn ông? Em không thích con trai hút thuốc. Hút thuốc, có không? Dạ không anh. Không có. Không thích con trai ở dơ. Có dơ không? Sạch sẽ không? Sạch sẽ chứ. Dọn dẹp trong nhà sạch sẽ không? Ok hết anh. Đó thấy chưa, trời ơi. Thằng trai ngon. Thôi anh thấy cô gái dễ thương đó em trai. Hôm nay Trang tới với chương trình em đi với ai? Dạ em đi với bạn thân của em. Dạ em chào chị ạ. Dạ
Em chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và tất cả mọi người ở trường quay à. Em tên gì, mình giới thiệu. Em tên Nhi à. Em cảm nhận như thế nào về bạn trai bên kia? Dạ, bạn trai bên đây thì em thấy hiền, nói chuyện nhẹ nhàng. Đẹp trai không? Đẹp trai à, không? Đẹp trai à. Có thấy dạ. Hợp với Trang không? Dạ, em thấy cũng hợp với bạn Trang à. Bạn Trang thì tốt bụng, dễ gần à. Theo em thì hai bạn nên bấm nút hẹn hò chứ hả? Dạ, hai bạn nên cho nhau một cơ hội. Em thấy hai bạn có nhiều điểm hợp nhau. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với anh trai và chị gái ạ. Anh trai, chị gái, mời đại diện đàn trai đi. Xin chào MC Quyền Linh, MC Nam Thư cùng toàn thể quý vị khán giả. Tôi là Hào, anh của Hoàng. Trước hết thì tôi cũng xin nói với bạn gái về tính cách của Hoàng á. Thì Hoàng có những cái ưu điểm. Cái thứ nhất là sống rất là nhiệt tình, chăm chỉ. Bên cạnh đấy, nếu mà nói về vấn đề chung thủy á, thì bạn gái hoàn toàn yên tâm. Thế là tôi khẳng định cho cái điều đó. Hoàng ạ, em gái bên này thì cũng nhỏ nhắn, dễ thương. Thì nếu mà qua cái chương trình này mà hai em có bấm nút để hẹn hò thì đây là một cái cơ hội cho em đấy. Anh nhất. Rồi, cảm ơn anh trai. Dạ, cảm ơn anh. Thấy, em gái tin chưa? Khẳng định của anh trai luôn. Chung thủy nha. Mà em thấy hai bạn này hợp, hợp từ cái tên là nó hợp rồi. Đứa Trang, đứa Hoàng về, Trang Hoàng. Được á. Mở rào cho Trang Hoàng gặp nhau nè. Lần tên gặp mặt anh có món quà tặng em à? Anh em món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em ạ. Chào em ạ. Em chào anh. Lần đầu tiên gặp em, anh cảm thấy em dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Xinh xắn. Trước khi hàng rào mà chưa mở ấy, thì anh có cảm nghĩ là cái giọng của em rất là dễ nghe và dễ gây thiện cảm. Khi mà mở ra thì anh lại thấy cả thanh và cả sắc không viện toàn ạ. Dạ, cảm ơn anh nhiều ạ. Em có hay đi chơi không ạ? Dạ có. Khi mình quen nhau thì không biết em sắp xếp được những buổi nào trong tuần? Dạ, nếu mà được thì em cũng có thể sắp xếp em, tại em đang học tiếng Nhật á. Em gái thấy chàng trai thế nào? Dạ, em thấy bạn trai cũng dễ gần, hòa đồng, cũng ngoại hình cũng được ạ. Cảm ơn em. Em thì hát không có hay, nhưng mà đến với chương trình thì em cũng tặng bạn gái cùng chương trình một đoạn bài hát do nhạc sĩ Lam Phương sáng tác. Bài hát mang tên Thao Thức Về Em à. Trời dạ. Ơi. Em ơi, suốt đêm thao thức vì em, vì lời giá từ lúc anh ra về, rằng mai đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi, nhớ thương, thương nhớ cả đêm, làm sao quên được phút giây êm đềm, chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là được mãi mãi gần em. Hay quá, dễ thương. Đến đây thì chương trình tạo điều kiện cho chúng mình gặp nhau thì cũng là một cái duyên rồi. Thì anh hy vọng chúng ta cùng cho nhau một cơ hội để anh có thể tìm hiểu, hợp nhau thì tiến xa hơn. Dạ. Chà, thế thì... Thì sao? Bây giờ nói thật nè. Em thích điều gì nhất ở cô gái đối diện? Dạ, xinh xắn ạ. Cái gì ấn tượng nhất? Ấn tượng nhất có giọng nói truyền cảm. Dạ, nhiều lắm chị. Em ấn tượng với ảnh là gì? Em thấy khuôn mặt cũng phúc hậu ạ. Anh hiền lành nữa ha. Hiền lành. Hai đứa nếu như mà đăng ký kết hôn với nhau thì chúng ta sẽ tính tương lai thế nào? Nếu mà hai chúng mình hợp nhau thì khoảng một năm có thể tiến tới hôn nhân. Tiền bạc về kinh tế ai giữ? Tiền bạc thì em không phải là người giữ tiền bạc giỏi. Vậy nên sẽ để phụ nữ giữ sẽ tốt nhất ạ. Quan điểm con cái, trai gái nói luôn đi. Con cái thì là trời cho đấy, là trai gái đều được hết ạ. Hết thời gian rồi. Hãy cảm nhận đây là giây phút chúng ta trao duyên với nhau. Bấm nút
bằng cả trái tim của mình nha. Chúng ta cảm giác rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Các bạn sẵn sàng nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Có bấm không? Oh. Thì nắm tay nhau đi. Ai ơi, nắm trước rồi. Xin phép bên đàn gái mình hung cái hung đầu tiên. Dạ, em xin phép chị à. Cho... cho em gì? Anh xin phép em hung cái. Trời ơi, nghe cái chất luôn vậy đó. Rồi, đây là chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Qua. Rồi, xin chúc các bạn sẽ sớm có tin vui nha. Rồi, mời các bạn. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Không gia trưởng, hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp. Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Trời, gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ. Còn nghiệp không? Mời đàn trai ra trước nào. Wow. Chào em, đàn trai. Ngồi đi em. Rồi, đàn trai xuất hiện rồi hen. Mời xin đàn mời gái. Bạn nữ bước ra sân khấu. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào em, chị Nam Thư cùng bạn gái phía bên kia, cùng quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Minh Hùng, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ Bình Phước, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp. Làm nghề gì? Dạ, em làm chuyên viên môi trường. Bây giờ mời bạn nữ mình giới thiệu về bản thân nè. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Nam Thư. Chào cưng. Và chào bạn trai bên đó và cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Tuyết Như. Năm nay em 26 tuổi, công việc của em là nhân viên cầm tang của nệm cương cương. Quê là ở đâu em? Dạ, gốc là ở Nghệ An, còn sinh ra thì ở Bình Phước anh. Bình Phước luôn? Dạ. Rồi, dễ thương quá. Bây giờ là hai bạn còn rất là trẻ, mới 26 tuổi, cùng tuổi luôn á. Dạ. Ha? Hôm nay hy vọng là các bạn sẽ cùng kết nối với nhau để tiến hơi xa hơn ha. Bạn trai, dạ. Em có ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em là chu đáo, nhiệt tình, tỉ mỉ. Bên cạnh đó em cũng có nhược điểm xíu, đó là không biết nấu ăn. Mà lâu lâu thì cũng hơi làm biếng chút. Hơi lâu lâu cũng hơi làm biếng, không biết nấu ăn sao. Dạ. Lúc mình nấu thì mình quen thôi. Dạ. Rồi bạn gái. Dạ thì em có ưu điểm là cũng vui vẻ, hòa đồng. Rồi hơi tăng động tí. Không sao, tăng động nó vui mà em. Cuộc sống mà đôi khi cũng phải tăng động xíu cho nó quên đi. Dạ. Những cái mệt nhọc muộn phiền trong cuộc sống em ha. Dạ. Nhưng đừng tăng động từ sáng đến chiều là được rồi. Tăng động quá không được anh. Với lại là anh bên kia thì không biết nấu ăn nhưng mà em biết nấu ăn. Dạ. Giỏi. Em nấu món gì ngon nhất? Dạ mấy món bình thường thôi anh. Kho cá hoặc là kho thịt, nói chung là mấy món kho. Nấu canh thì có thể là canh chua, canh rau ngót nấu với thịt. Ủa vậy tính ra biết nấu cũng nhiều mà, kho cá. Trời ơi, giờ dễ muốn nấu ăn lên Google khó là nấu được luôn. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình của mình đi em trai. Dạ, em có hai mối tình rồi. Hai mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm. 3 năm, thì sao chia tay? Lúc đó em cũng mới ra trường thì em cũng tập trung vào công việc, với lại cũng dành nhiều thời gian để đi học lên cao học nên cũng ít thời gian quan tâm tới người đó. Tức là chưa có thời gian quan tâm, tập trung vào sự nghiệp trước. Em học cao học xong chưa? Dạ còn 1 năm nữa xong. 1 năm nữa xong cao học hả? Chúc mừng nha, dạ, giỏi đó. Rồi bây giờ bắt đầu chuẩn bị cho mối tình mới và đi đến gọi là kết hôn chưa? Dạ rồi. Rồi đó. Là gái nhà ha. Như em sao? Tình yêu sao nè? Chưa có mảnh tình nào vắt vai hết chị. Trời chưa ơi. Chưa yêu ai lần nào? Dạ. Nắm tay ai chưa? Nắm thì mấy event hay chơi trò chơi thì có nắm chứ chị. Không, mình đâu tính vậy được. Em có thích ai không? Hay có crush hay là tình đơn phương gì không? Không chị. Không luôn? Dạ. Không có tình đơn phương luôn? Dạ không. Vậy là chưa có nụ hôn đầu đời luôn đúng không? Dạ. Tức là trước giờ chưa có cảm xúc lung lay gì với trước ai luôn? Dạ chưa, nếu mà gặp trai đẹp thì em có. Trời, gặp trai đẹp ai cũng có, hiểu không? Ừ, còn nghiệp không? Em thế nào là trai đẹp em? Cỡ Lee Minh Hu hay là Noo Phước Thịnh? Trời ơi, cái đó là cực phẩm luôn rồi em. Ví dụ tiêu chuẩn nhanh Quyền Linh thì em nghĩ đẹp không? Ừ, chắc cũng được á chị. Nói chưa, Linh hồi trẻ, Linh soái ca lắm luôn á. Quá lứa lỡ thì rồi. Rồi, để coi chàng trai nè. Rồi, đẹp trai, giống như
cũng hô hô, ý là Lê Minh hô gì chứ bộ giỡn à. Ôi giống Lương Thế Thành nè. Đúng rồi, đúng rồi, mặt giống Lương Thế Thành. Để tóc cũng giống nữa, trắng trắng lên nữa là giống. Ôi có cái mũi đẹp quá, cái mũi chất lượng dễ sợ. Cảm ơn chị. Cái sói ca này cũng cỡ sói ly, sói ấy lên chứ đừng giỡn. Vậy là đã từng có một mối tình đúng không? Dạ. Yeah. Vậy là chắc nắm tay yêu đương rồi, không thích là có hết rồi. Có kinh nghiệm rồi. Có kinh nghiệm. Sẽ chỉ cho bên kia. Đúng rồi, chứ bên đàn gái nhà chị là chưa có kinh nghiệm gì hết. Dạ. Yeah. Sau đó là mình không có say nắng hay là cảm thấy thích ai nữa hay sao? Dạ đúng rồi chị. Thì sau đó thì em đến nay cũng chưa quen ai. Nói chung là cũng sợ quen một ai đó thì sẽ không đến được với nhau, lại đổ vỡ một lần nữa thì cũng sợ. Tập trung đó. Vô học cao học. Yeah. Em học cao học, em ngành gì, học ngành gì? Dạ, quản lý tài nguyên môi trường. Bảo vệ tài nguyên môi trường đó, quản lý luôn. Tốt đó. Khoảng bao lâu nữa là em phải bảo vệ luận án của em? Dạ, khoảng một năm nữa chị. Ồ, nếu một năm nữa tập trung học hành rồi yêu đương rồi học được không? Có chắc tình yêu sắp xếp được chị ạ. Chị rất là cảm tình với gương mặt của em. Em nói chuyện cũng hết sức là hiền nữa. Chị là chịu rồi đó. Cảm ơn chị. Thằng trai người ta ngon lành, dễ thương. Lì mình hút nó nói chứ là dễ thương lắm á, nhìn cái mặt có rất hoa hậu luôn. Nãy giờ nhớ tên không vậy? Trời ơi gì ông má ông nhớ tên. Em có nhớ tên đàn gái không? Tên gì? Tuyết Như rồi. Nói lớn đàn trai cho bên đó nghe lại coi. Dạ em tên là Trịnh Minh Hùng. Thấy chưa, Hùng. Dạ. Bên đây Hùng, bên kia Như. Như Hùng. Trời ơi tên hay. Thằng gái quê Bình Phước hả? Dạ. Rồi quê huyện nào? Dạ, thị xã Bình Long. Thị xã Bình Long. Dạ. À, bên đây Bình Phước ở đâu? Em ở huyện Hớn Quản. Gần không? Dạ, gần anh. Sát bên ha? Dạ. Vậy là hợp lý rồi. Em muốn mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Ừ, nhìn cao hơn em một cái đầu, không gia trưởng. Hiền tí để có em ăn hiếp. Hả? Hiền để ăn hiếp. Chưa gì bảo tính chị ăn hiếp người ta rồi. Đây dễ thương lắm. Được không em? Dạ này. Được. Hiền khô hỏi gì cũng gật đầu hết trơn. Em bị dị ứng với thuốc lá nên bên này chắc không hút rồi, nhìn cái mặt biết không hút thuốc rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Hút thuốc cái răng đang thùi lôi à, này răng trắng tươi à. À với không nhậu, nghiền nhậu á. Đây không có nhậu. Có say. Nhìn mặt á là rất là tươi tỉnh, còn nhậu mặt lờ đờ. Có nhậu không? Dạ không. Thấy chưa? Chỉ có là lúc mà đối tác hay là bạn bè ấy, cũng nên uống một hai ly. Nhưng mà nếu có say thì phải say ngoan. Đã say mà còn say ngoan nữa. Say là về ngủ rồi đúng không? Đừng quậy đúng không? Dạ đúng rồi. Khó lắm. Say khó kiềm chế lắm. Rồi anh thấy đàn gái cũng dễ thương, xinh xắn. Đàn trai cũng hot boy. Hình mẫu lý tưởng cưng muốn là sao nè? Ừ. Mắt da trắng, cao thì cũng tầm 1m55 trở lên. Cũng biết nấu ăn, tóc thì có thể nhuộm mà không nhuộm cũng được, nhưng mà là không được xăm mình. Ta xăm chơi chơi chút, ví dụ xăm ngay trán, hận đời thì kia là được không? Dạ, không được. Bất kỳ luôn, hình xăm nhỏ nhỏ cũng không được luôn hả? Xăm ví dụ xăm họa tiết, nó nhỏ nhỏ. Họa tiết nhỏ nhỏ, tên, thì được, đúng không? Chứ mà xăm, có gì đâu, mốt về lỡ hai đứa thành đôi về xăm tên nhau. Rồi tên tay thì kia dễ thương mà, không? Yeah. Đừng có xăm hận đời ngay trán. Anh thấy bên kia cũng ổn á. Coi gia đình hai bên có ý kiến gì không? Như, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với ba. Cùng với ba người bạn đồng nghiệp của em. Dạ, con chào bác, con chào ba của bé Như. Rồi, xin chào. Dạ, chào trai, hai bạn đồng gái. Nghiệp. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Dạ. Thì, tôi là ba của Như. Dạ. Như thì suốt đời là hẳn chỉ có ăn học thôi, tập trung ăn học chứ không... không chơi. Không chơi bời chi. Nó siêng lắm, nó siêng học, nó cùng định học đến cao học tôi không cho. Dạ. Cho nên nó cuối cùng nó không học, nó tính là nhút nhát. Cho nên hẳn là coi như ba mẹ là dù thì thôi, yêu đứa nào đó yêu đứa mà coi như là thành vợ thành chồng đi, mà nó nhút nhát, nó không yêu ai cả. Dạ. Nó cứ là đời đang chưa mà có cái chương trình hẹn hò này cái thể hợp được cái mai mối anh Quyền Linh về Nam Thư là coi như là nếu mà mai mối được thì tôi này là rất gả luôn. Tôi thấy đấy là coi như cũng về phía là thằng rể tương lai rồi. Là rất đẹp, tốt, coi như được. Trời ơi, chiêu. Hay quá. Cảm ơn. Cuối cùng là xin là chào MC Quyền Linh về là Nam Thư. Dạ. Và toàn tất cả là trong là coi như hôn trường, trong là coi như là Khảng Phong. Chương trình hôm nay. Dạ. Là coi như sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. À, cảm ơn gia đình mình.
Như, nhưng mà em tới với chương trình này á là ai em tự đăng ký hay là người thân mình đăng ký cho mình tham gia? Dạ, mẹ em bắt em đăng ký. Mẹ kêu là ế lắm rồi, cỡ độ tuổi của mẹ là có chắc hết rồi. Mẹ nôn đúng không? Dạ đúng rồi. Mẹ bắt đăng ký. Bởi vì mẹ nó là không thể đi được, mà tôi phải đi, đi để nhìn thằng này tương lai. Đó. Dạ. Dạ, cảm ơn bác. Rồi, mời đàn trai. Dạ, xin kính chào MC Quyền Linh và Nam Thư. Tôi tên là Phạm Mai Duy Thông, hiện đang là phó giám đốc chỗ công ty Hùng đang làm. Để ủng hộ tinh thần cho Hùng thì hôm nay cả công ty luôn đi để ủng hộ cho bạn Hùng. Trời ơi, cả công ty luôn hả? Dạ vâng. Chia sẻ với lời bạn nữ luôn á, là Hùng có rất nhiều tài lẻ. Những cái tiêu chuẩn mà em đặt ra thì Hùng có đầy đủ hết. Anh nghĩ là hai bạn cũng nên cho nhau một cái cơ hội để chúng ta có một cái duyên để tiến tới cái con đường dài hơn. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn bạn. Chào. Bây giờ chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuẩn bị tâm lý nha Hùng nha. Gặp bên đàn gái. Bắt đầu đi Hùng. Dạ. Anh có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Bên kia có quà tặng lại kìa. Đây đây. Lại nhận đây. Đi, lại nhận quà. Dạ, em cũng có món quà tặng anh ạ. Cảm ơn em. Hai đứa nó rụt rè quá trời quá đất luôn rồi đó. Thôi, mình ngồi mình nhìn thẳng vô nhau nè. Thấy người đối diện sao trai Hùng? Dạ, thấy bạn cũng cao ráo, dễ thương. Dạ, sao? Em cũng hơi run. Như thấy Hùng sao? Dạ, thấy ương nhìn cũng cao. Với lại... Lại sao? Em hơi run tí. Hơi run đúng không? Gặp trai rồi rung á. Nè, có quà tặng trời đẹp quá. Để Ly Minh Hu hay gì ai nè. Hô hô. Biren. Biren hả? Dạ. Biren với ai vậy? Biren với Kim Tae Hee. Kim Tae Hee. Hả? Kiki hả? Trời, ta nữ minh tinh Kim Tae Hee qua anh Linh thành Kiki. Chán ghê luôn á. Nghe thông thường từ Kiki. À, hình này đẹp quá nè, thấy không? Trời ơi, cái này mà để hình hai đứa lên đẹp lắm nè. Em tặng này có ý nghĩa gì không vậy Như? Nếu mà hai đứa hợp nhau á thì cùng nhau xây một gia đình hạnh phúc. Còn nếu mà lỡ may mà thôi khỏi đoạn đó, đừng nói may, đừng em đừng đoạn đầu thôi, đoạn đó không có lỡ may, mình đừng nói xui ha. Rồi cho mình hỏi là bạn có quan anh em đi trời, cho anh hỏi cho anh hỏi là em có quan trọng vấn đề là anh đã từng quen hai người trước đó hay không? Dạ không anh. Em thì không chưa quen ai hết nên trong tình yêu cũng không có biết gì á. Thì nếu anh trải qua rồi á thì có thể chỉ em được. Trời ơi, ngọt ngào quá trời luôn. Bây giờ là mới gặp lần đầu tiên còn ngại ngùng ha. Bây giờ mình hát cho nhau nghe. Đúng đi rồi. Cho nó thoải mái đi. Ai không? Như chưa từng có những phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Hay quá. Hả? Tên gái đi. Em xin giả giọng một giọng thôi nha. Mẹ ơi mẹ, con thương mẹ lắm, mẹ đừng có bỏ con mà. Chị A Thể ơi, chị A Thể, chị đừng có bỏ em. Em thương chị lắm. Bà đừng có, bà đừng đuổi chị A Thể đi mà bà. Trời ơi, dễ thương. Mai mốt mà nó đi làm về á, nó mệt á. Đừng có bỏ em, anh ơi, nấu cơm em ăn. Làm mệt lắm á nha. Còn giọng nào nữa làm luôn đi. Thôi cho em hát. Rồi hát đi cưng. Ôi tuổi xuân mộng mơ, tháng năm danh dương mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thân hôn. Tiếng đưa xuyến sao tâm hồn buồn, vàng vào nhớ thương nào dời.
Rồi, xin hết rồi. Hay quá. Cái hai đứa là về tập hát được rồi đó. Không, tại sao hồi nãy em lại hỏi Như cái về vấn đề người yêu cũ? Có vấn vương gì không? Dạ không, bởi vì thì em sợ là ví dụ như là quen người mới thì mình có quá khứ đã từng quen người trước rồi thì sẽ là bạn đó có thể là ngại. Nhưng mà khi mà có bạn gái mới, những cái gì đó chúng ta phải xóa đi, chúng ta phải cho nó lui về ký ức nha. Ừ, vậy nếu mà đã quên người cũ đúng không? Đã quên cũng lâu rồi, lý do gì vẫn để avatar người yêu cũ trên Facebook? À, thì em nghĩ đó là những kỷ niệm của mình thì mình không có quan trọng vấn đề đó thì mình không. Nhưng lúc đó chưa có bạn gái. Dạ. Nhưng nếu sau chương trình này về thì sao? Dạ. Chắc là em sẽ thay đổi. Đúng rồi. Rồi còn em? Em nghĩ như thế nào? Ví dụ như là bây giờ ảnh hết yêu, chia tay rồi, nhưng mà ảnh vẫn còn giữ hình người yêu cũ vậy thì em thấy sao? Quan điểm của em là phải rõ ràng. Chia tay rồi á thì nên chấm dứt, coi nhau là bạn thì lâu lâu có thể gặp mặt, nhưng mà cũng phải nói với em tiếng. Dạ. Còn cái gì về mà hình ảnh cũ là nên xóa nhòa đúng không? Dạ. Cũ là cũ, mới là mới ha. Dạ. Tại sao Thư lại hỏi kỹ như vậy? Vì sao Như cũng chưa bao giờ bước vào tình yêu, như nói rồi rất là dễ thương. Em chưa biết gì về tình yêu, có gì anh chỉ em thêm. Thì cái cảm xúc của cô gái này rất là còn nguyên vẹn, rất là dễ mong manh, rất là dễ đổ vỡ, rất là dễ bị tác động nhiều thứ. Nên mình thật sự phải khéo léo một tí nha. Và phải đâu, chắc là lúc đó chưa có lên gặp cô này. Nhưng mà sao chắc chắn sao gặp cô này không có hình gì nữa trơn á. Để hình tôi với lại Nam vậy Thư. Vậy còn anh? Nhưng này, ví dụ anh hết yêu, anh có để hình yêu với cũ anh không? Không, dễ dám. Thiệt, em mà hết yêu là em vẫn để hình người yêu cũ. Mà xong em Photoshop em gắn thêm con dao vô nữa, hiểu không? Ghê quá. Rồi thôi bây giờ hai bạn mình nói về cảm xúc của nhau đi, mình tính về chuyện tương lai rồi mình hẹn hò như thế nào. Khi mà xác định được một mối quan hệ là em sẽ xác định đến cuối cùng luôn. Em thì tính hơi con nít tí xíu, lâu lâu thì cũng hơi bị tăng động tí, nên mà nếu có lúc nào mà em có tăng động quá thì nếu mà mình có quen nhau á thì em hy vọng là người yêu của em sẽ kìm em lại. Với lại là em cũng không có biết nhậu á, mà nếu mà có lỡ mà có uống một hai ly á thì em hơi kiểu như là khóc, tự nhiên khóc hay là đứng ở đâu đó hát á, thì em cũng mong là nếu người yêu mới của em sau này á kìm em lại. Nếu như hai đứa mình mà có cơ hội mà đến được với nhau thì mình sẽ cố gắng thực hiện những mong muốn của bạn. Qua chương trình này anh cũng có cơ hội được gặp em, thì anh cảm nhận em cũng là một con gái rất là dễ thương, xinh xắn. Thì qua ít phút của chương trình này thì anh nghĩ là cũng mình chưa có thời gian để tìm hiểu nhau kỹ, thì nếu như có cơ hội thì sau chương trình này mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Em thấy anh phù hợp với mấy tiêu chí của em á. Với lại là em cũng muốn sau chương trình này cũng có cơ hội để gặp anh tìm hiểu. Thì quá, hết thời gian. Hết vào. Thời gian nha. Hãy để tay vào nút bấm. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy kiểm tra lại con tim mình một lần nữa. Nếu rung động và biết rằng mình sẽ chịu trách nhiệm vì điều đó, mình hãy bấm. 3 2 1 Hết thời gian. Sao xanh lè vậy? Sao xanh lè vậy? Hả? Hồi hộp quá vậy? Rồi, hết thời gian rồi. Sao vậy Hùng? Em cảm thấy con tim mình nó chưa có rung động. Hùng chưa rung động? Dạ. Yeah. Còn Như sao Như? Dạ, em cũng thấy chưa có rung động. Rồi hai bạn nói tôi cứ tưởng đâu bấm hết á. Thật sự em bị bàng hoàng. Anh cũng bất ngờ, anh nghĩ là kỹ thuật không có được thôi. Cuối cùng thì hai bạn đều quyết định là không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái quyết định của các bạn. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn các bạn, bởi vì các bạn vẫn thành thật với lại cảm xúc của mình. Chính xác như vậy. Khi mình đứng ở đây, xin gửi tặng cho các bạn, đây là phần quà. Tặng mỗi bạn một bộ mỹ phẩm chăm sóc da, mũ trôm Tân Gia Khang bao gồm kem dưỡng trắng da mặt, kem dưỡng trắng da toàn thân, sữa rửa mặt do công ty mỹ phẩm Đan Dương sản xuất và phân phối trên toàn quốc. Vẫn là những cái kỷ niệm của các bạn, hãy giữ lấy để chúng ta nhớ một ngày nào đó chúng ta đã tham gia bạn muốn hẹn hò. Khung hình này không gắn được hai đứa rồi, vậy thì có thể gắn một người khác, giữ lấy làm kỷ niệm Hùng nhé. Yeah. Hy vọng là một ngày nào đó các bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Thôi. Cảm ơn Hùng. Cảm ơn. Và em
Ây da. Thật là buồn, hôm nay là một ngày không đẹp lắm. Hai cái vé xem phim vẫn còn đó, câu chuyện tình yêu chưa viết hết, nó vẫn còn dang dở. Như thế mới là tình yêu, như thế mới là cuộc sống. Đâu phải bạn hẹn hò lúc nào cũng có thể mai mối thành công đâu, tùy vào duyên phận. Như vậy mới là thực sự là cái tính thực tế của bạn muốn hẹn hò.